Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Các bạn thân mến, hôm qua thì chúng ta đã cùng nhau thực hiện xong được một nửa phần bài tập rồi. Đó là tô màu đỏ cho những cái vật có hình dạng to hơn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện phần còn lại, đó là tô màu xanh cho các vật nhỏ hơn nhé. Chúng mình có thể chọn bằng màu xanh ra chơi hoặc màu xanh lá cây tùy theo ý thích của các bạn nhé. Quả bóng này, cái xe, quả nhỏ hơn. Không, là cái mũ nhá. Mình có dùng một chút màu đen để tô màu với bánh xe của ô tô nhé các bạn nhé. Ok, vậy là mình đã hoàn thiện xong bài tập ngày hôm nay rồi. Các bạn có thể quan sát kỹ hơn nhé. Các bạn có thể sử dụng bằng màu xanh lá cây đều được hết, hoặc là xanh da trời, bởi vì bài yêu không yêu cầu chúng ta là phải tô màu đem màu xanh nào hết. Ở đây thì mình đã có gì nhỉ? Những cái đồ vật to hơn thì tô màu đỏ, những cái đồ vật nhỏ hơn tô màu xanh, đúng không nào? Rồi, thời lượng của kênh cũng hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé. Chúc các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ. Bye bye.